Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một mẫu xe đua cao cấp về bên em cùng carbon Crotia model Ballari. Và bây giờ xin mời nhà tổng giải chiếc xe. Vâng, trên khung của các bác đây là cái mẫu dòng xe road bike đua khung carbon. Mà rất nhiều các bác hỏi em về dòng xe đua khung nhẹ thì nay em về một chiếc Crotia model Ballari khung full carbon. Rất là hầm hố nhé, rất là khỏe. Và cái model của xe này, khung xe rất là nhìn rất là trường xe. Các nhìn thoáng qua thể thấy giấy chiếc Crotia này khung liên tưởng đến dòng chiếc Tropic Melon. Bản rất là to nhé, dành cho bác ưa thích những sự khỏe khoắn và hầm hố. Đây bản bên dưới đây, rất là to xe. Giờ giúp cho xe rất là chắc chắn trên mọi địa hình. Khung full carbon Crotia, cái model sẽ là Ballari. Đó là nhìn thoáng qua cái lớp sơn của nó tổng thể màu đen. Đây website chính hãng của xe. Nguyên bản theo xe. Xe rất là hồng, khung rất chắc và khỏe cho xe. Xe chạy dây bộ ôm sườn. Lòng đen cổ phốt là carbon, ghi đông nhôm. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Microchip đời 9. Bên tầng lip bên tay phải em cũng là trang bị với microchip bên tầng đĩa. Sử dụng phanh 3 mảnh Z-Tac. Màu đen huyền bí không nhá. Càng carbon. Nguyên bản theo xe. Cũng của Crotia. Vành nhôm hai lớp, nguyên bản theo xe. Vành chân đông đen. Đây, các bác nhìn này. Giúp cho xe chuyển động rất là chắc và khỏe xe. Kích thước lốp 700x23C. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Cọc yên carbon chính hãng bản theo xe của Ballari, model theo xe. Yên là yên Tropic nhá, yên Tropic nó hơi cũ một chút thôi nhưng mà nó là nguyên bản, nhưng mà em đã để nguyên theo xe. Bộ đĩa Bromwell, gạt đĩa của Shimano, gạt đĩa của Microchip R9. Bộ đề Microchip R9. Xe trang bị với 9 tầng lip, 2 tầng đĩa. Dành cho bác ưa thích những dòng xe khung carbon. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 54. Chiều ngang khung là size 50. Khi mà các bác cao trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Trang bị với 9 tầng lip, lên lip. Khung vừa hút chính hãng của Microchip R9. Chuyển động rất là dễ dàng. Xuống lip. Bên phải em là 2 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bọt luôn nhá. Ở đây là mẫu xe Crotia dành cho bác, cũng dòng xe bác cao trên 1m7 đi vừa.
khung khung carbon, khung carbon, hộp yên carbon, càng carbon, vành cặp chân long đen. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua full carbon, bộ chuyển động R9 Micro Ship, và xe giá tốt với anh em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Một hẹn gặp lại trên ngày mai.